Xin chào ái mến chào quý thính giả đã đến, đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Vị với Trương Minh và Quỳnh Anh. Và sau đây mở đầu sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Biden và các thượng nghị sĩ sắp đạt được thỏa thuận di trú để ngăn chặn di dân vượt biên giới trái phép một nhóm các nhà lập pháp của hai đảng tại quốc hội sắp đạt được thỏa thuận với chính quyền tổng thống Biden để thực hiện những biện pháp kiểm soát biên giới mới như quyền ngừng cứu xét, xin tị nạn, trong khi số di dân vượt biên giới tăng vọt. Ba nguồn tin giấu tên cho hay rằng sau nhiều tuần thương thảo kín, thì Tòa Bạch Ốc và ba thượng nghị sĩ có thể công bố thỏa thuận sớm nhất là trong tuần này. Dù luật này đặt mục tiêu giảm số di dân vượt biên giới trái phép, tăng mức kỷ lục tại biên giới miền Nam trong 3 năm qua. Mặc dù thượng nghị sĩ Cộng hòa James Lanford là thượng, cũng như thượng nghị sĩ dân chủ Chris Murphy và thượng nghị sĩ độc lập Christine Sinema sắp hoàn tất thỏa hiệp với tòa bạch ốc, bất kỳ đề nghị di trú lưỡng đảng nào cũng sẽ đối diện cuộc chiến khó khăn tại Hạ viện nơi Chủ tịch Mike Johnson và các nhà lập pháp bảo thủ khác thúc đẩy các biện pháp nghiêm ngặt hơn nữa trong hệ thống cứu xét tị nạn. Sự chia rẽ giữa các nhà lập pháp Cộng hòa về liệu họ có ủng hộ thỏa thuận biên giới với ông Biden hay không cũng sẽ tăng lên sau khi ông Trump lên tiếng phản đối. Tại cuộc tuần hành tại Las Vegas của tuần qua, thì ông Trump nói rằng tha không có dự luật nào còn hơn một dự luật tồi tệ. Nếu trở thành luật thì thỏa thuận này nó sẽ đánh dấu cải tổ lưỡng đảng lớn đầu tiên trong hệ thống di trú của đất nước kể từ thập niên 1990. Thỏa thuận này sẽ cho ngành hành pháp một thẩm quyền pháp lý mới để đình chỉ cứu xét tị nạn khi số di dân vượt qua ngưỡng cụ thể. Quy định này áp dụng cho các khu vực hẻo lánh tại Arizona, California, New Mexico và Texas, nơi di dân thường sang Hoa Kỳ trái phép để trình diện với giới chức di trú liên bang. Những người thường thả họ ra vì không có đủ nguồn lực để sàng lọc từng người xin tị nạn. Alabama sẽ giúp đưa xử tử bằng khí nitơ đến các tiểu bang khác. Thưa quý vị, Alabama đã ngỏ lời hỗ trợ các tiểu bang khác đang dự tính thực hiện xử tử bằng khí nitơ sau khi tiên phong phương pháp mới để xử tử ông Kenneth Smith, tù nhân bị kết án tử hình vì vụ giết người năm 1988. Theo Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Steve Marshall, 43 tử tù khác chọn phương pháp ngạt thở thay vì chích thuốc độc xử tử kể từ khi các nhà lập pháp chấp thuận phương pháp này vào năm 2018. Alabama gọi phương pháp mới này là nhân văn, trong khi các tổ chức nhân quyền lên án phương pháp này là tàn ác và tra tấn. Ông Marshall nói rằng Alabama đã thực hiện nên các tiểu bang khác cũng có thể làm tương tự. Alabama sẵn sàng hỗ trợ các tiểu bang thực hiện phương pháp này. Các nhà lập pháp Oklahoma và Mississippi đưa biện pháp khí nitơ vào các phương pháp xử tử được phép ở tiểu bang của họ, nhưng chưa sử dụng. Alabama gửi một bản sao phương pháp mới cho Bộ Cải huấn Oklahoma. Ông Marshall nói rằng phương pháp ngạt bằng khí nitơ không còn là biện pháp chưa được kiểm chứng nữa. Đó là phương pháp đã được chứng thực Gần một nửa tiểu bang ở Hoa Kỳ đã bỏ án tử hình, nhưng với các tiểu bang khác, phương pháp chính vẫn là chích thuốc độc để xử tử. Một số tiểu bang ngày càng khó mua thuốc chích xử tử, buộc họ phải xem xét các phương pháp khác. Các dân biểu Cộng Hòa công bố các điều khoản luận tội Bộ trưởng Nội an Mayorkas. Các dân biểu Cộng Hòa đã công bố hai điều khoản luận tội dành cho Bộ trưởng Nội an Alejandro Mayorkas hôm Chủ nhật chính thức tiết lộ những tội danh khi họ chuẩn bị trừng phạt ông vì cách mà chính phủ sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng di dân trên biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Trong nghị quyết luận tội 20 trang, các dân biểu Cộng hòa của Ủy ban Nội an Hào viện cáo buộc ông Mayorkas là cố ý không tuân thủ luật pháp một cách có hệ thống và bội tín. Ủy ban sẽ nhóm họp trong ngày thứ ba để xem xét những điều khoản, và các nhà lập pháp Cộng hòa liên tục cáo buộc rằng ông Mayorkas không thi hành luật pháp của đất nước khi số di dân kỷ lục đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Phía Dân Chủ và Bộ Nội An đã gọi nỗ lực luận tội là cuộc tấn công chính trị vô căn cứ. Nhắc lại lời các chuyên gia cho rằng hành vi của ông Mayorkas là chưa đến mức trọng tội để luận tội theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Phản hồi những điều khoản trong bản memo 4 trang hôm Chủ nhật, thì Bộ Nội An gọi nỗ lực luận tội là âm mưu để tránh thu hút sự chú ý đến các ưu tiên an ninh quốc gia quan trọng và công việc Hạ Viện cần làm để cải thiện luật di trú. Bộ cho rằng là phía Cộng Hòa không muốn khắc phục những thiếu sót nhưng là lợi dụng các thiếu sót đó. Đó là lý do tại sao họ cản trở những nỗ lực để đạt được giải pháp lưỡng đảng, vất lờ sự thật. Các học giả và chuyên gia pháp lý và thậm chí cả hiến pháp khi theo đuổi cuộc luận tội. Bộ trưởng Mayorkas một cách vô căn cứ. Tin Hoa Kỳ tiếp theo thưa quý vị, nhiệt độ ở Bay Area lên đến mức kỷ lục hôm Chủ nhật. Sau một tuần mưa gió, nhiều thành phố trên khắp Bay Area ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục hôm Chủ nhật. Redwood City lập kỷ lục mới 73 độ F hôm 28 tháng 1, vừa qua kỷ lục 71 độ F năm 1984. Nhiệt độ tại phi trường thành phố Salinas cũng tăng lên mức cao mới 79 độ F, cao hơn 1 độ F so với kỷ lục trước đó vào năm 1934 và 1931. Nhiều thành phố cũng ghi nhận nhiệt độ bằng kỷ lục cũ. San Jose và Santa Rosa đều có nhiệt độ 72 độ F hôm Chủ nhật, bằng kỷ lục tương ứng từ năm 1928 và 1984. Tại Napa, nhiệt độ tăng lên 71 độ F bằng kỷ lục cùng ngày hồi năm 1976, 1931 và 1924. Sau thời gian nắng ráo ngắn vào cuối tuần qua, cơ quan thời tiết quốc gia dự báo mưa vừa đến, mưa lớn trong ngày thứ tư và thứ năm tới. Dự báo San Jose có lượng mưa từ 25 đến 38 mm, lượng mưa đến 76 mm ở Santa Cruz và San Francisco có lượng mưa đến 38 mm. Lượng mưa lớn nhất được dự báo cho khu vực North Bay và dọc theo bờ biển. Ứng cử viên tổng thống Nikki Haley sẽ tiếp tục ở lại cuộc chạy đua sau cuộc bỏ phiếu tại South Carolina. Ứng cử viên tổng thống Nikki Haley hôm chủ nhật, các bộ các lãnh đạo Đảng Cộng hòa không phải là các nhà trung gian trung thực trong cuộc vận động của bà trước ông Trump và bà không cần phải chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đề cử tại South Carolina thì mới tiếp tục ở lại cuộc chạy đua này. Trong chương trình Meet the Press của đài NBC, bà Harley, một cựu đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng cựu tổng thống sẽ trở nên mất trí hơn khi cuộc vận động để trở thành đề cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa tiếp diễn. Bà Nikki Haley cố gắng giành lại động lực trước ông Trump sau khi về thứ ba sau ông trong cuộc bỏ phiếu tại Iowa và về nhì tại New Hampshire. Cả hai ứng viên này nay cạnh tranh giành chiến thắng tại South Carolina, nơi bà Nikki Haley từng giữ chức thống đốc. Ông Trump thì dẫn trước bà Haley trong các cuộc khảo sát, nhưng bà Haley ngụ ý bà không nhất thiết phải thắng tại tiểu bang quê nhà thì mới tiếp tục ở lại cuộc chạy đua. Bà nói rằng bà cần chứng minh bà đang tạo một động lực và bà cần chứng tỏ bà mạnh hơn tại South Carolina so với New Hampshire, vì đó không nhất thiết phải là chiến thắng nhưng chắc chắn phải tốt hơn những gì bà đã làm được tại New Hampshire. Những người có ảnh hưởng lớn bên phía Cộng hòa thể hiện sự ủng hộ của họ dành cho ông Trump. Nhưng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa lại không ủng hộ đề nghị công bố ông Trump là đề cử viên của đảng. Đề nghị như thế này bị rút lại tuần trước sau khi ông Trump cũng phản bác ý kiến này. Còn trong khi đó thì tổ chức hồi giáo tại Hoa Kỳ lên án cựu chủ tịch Hạ viện Pelosi vì nói rằng các cuộc biểu tình yêu cầu ngừng bắn tại Gaza có liên hệ với Nga. Một tổ chức hồi giáo tại Hoa Kỳ chỉ trích bà Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, hôm chủ nhật sau khi bà cho rằng một số người biểu tình yêu cầu ngừng bắn tại Gaza có liên hệ với Nga và đề nghị FBI điều tra. Hội đồng liên hệ người hồi giáo Hoa Kỳ đã gọi bình luận của bà là bôi nhọ vô căn cứ và cho rằng những bình luận như vậy là xúc phạm nhân dân Palestine. Bà Pelosi đưa ra bình luận trên trong cuộc phỏng vấn với CNN sau khi bà được hỏi liệu sự phản đối chính sách của tổng thống Biden trong chiến sự tại Gaza có ảnh hưởng đến đảng dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 hay không. Bà nói rằng là lời kêu gọi ngừng bắn nó là thông điệp của ông Putin. Chuyện này liên quan trực tiếp đến những gì tổng thống Nga Putin muốn thấy. Bà nghĩ rằng một số người biểu tình là bộc phát và chân thành, một số người có liên hệ với Nga. Chuyện tài chánh thì cần được điều tra và bà sẽ đề nghị FBI vào cuộc để điều tra. Phát biểu của bà Pelosi đánh dấu lần đầu tiên một nhà lập pháp Hoa Kỳ cáo buộc lãnh đạo Nga hậu thuẫn người biểu tình Hoa Kỳ yêu cầu ngừng bắn. Các cuộc biểu tình yêu cầu ngừng bắn tại Gaza gần đây diễn ra trên khắp Hoa Kỳ như gần các phi trường và trên những cây cầu tại thành phố New York hay Los Angeles. Các cuộc tuần hành cả bên ngoài tòa Bạch Ốc hay diễn hành tại Washington. Người biểu tình cũng cản trở những bài phát biểu và sự kiện của Tổng thống Biden, với các cuộc biểu tình do nhiều tổ chức nhân quyền, tổ chức của người Do Thái và các nhóm phản chiến tổ chức. Và đó là kết thúc phần tin Hoa Kỳ sau vài phút quảng cáo sẽ là phần tin quốc tế.